Anh và em yêu nhau thời xe máy ô tô. Anh và em yêu nhau thời Facebook Zalo. Anh và em yêu nhau thời tay cầm Oppo. Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau vì ta chẳng nói chuyện gì với nhau. Ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu. Và có nhiều lúc em giận dỗi khi anh chẳng muốn khoe với thiên hạ hiếu kỳ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với lại điệu phóc ha. Đây là một điệu rất là dễ, các bạn nên biết chơi cái điệu này. Điệu phóc thì có thể ứng dụng ở trong nhịp 4-4 lẫn nhịp 2-4. Ở nhịp 2-4 hay 4-4 gì thì động tác của nó cũng đều như nhau. Tức là nó chỉ có hai động tác thôi, bát và chát. Bát thì chúng ta dùng ngón cái đánh dây bát. Chát thì chúng ta dùng ba ngón này, chúng ta đánh vào dây 1, 2, 3, chúng ta đánh như thế này cùng một lúc. Có một điều đặc biệt mà các bạn cần phải lưu ý, đó là cái bát trong điệu phóc thì chúng ta phải đảo dây bát liên tục ha. Ví dụ như là âm đô chữ đi, chúng ta có bát chính là dây số 5 thì chúng ta đánh động tác nó cứ là bùm chát bùm chát bùm chát, mỗi một động tác bùm chát tương như một phách. Thì ở nhịp 4-4 là bùm chát bùm chát bùm chát bùm chát. Cái quan trọng là bát của chúng ta sẽ phải đảo liên tục. Bát chính của chúng ta ở trong hợp âm đô là dây số 5 thì chúng ta chát cái nữa nè. Thì đến khi chúng ta quay lại đánh bát á, mình đừng đánh dây số 5 nữa mà mình phải đảo cái bát khác, đảo bát số 6 chẳng hạn, hoặc là bát số 4 cũng được, nhưng mà mình phải đảo một cái bát khác, đừng đánh bát cũ. Đánh cũ nó nghe vậy nè, nghe nó chán lắm. Còn nếu chúng ta đảo nghe nó sẽ như thế này, hoặc là chúng ta đảo giữa bát dưới cũng được. Các bạn có nghe có cảm giác như là nó có cái tiết tấu, nó có giai điệu này kia hơn không? Còn khi chúng ta đánh có một dây bát hoài nghe nó cứ lưng lựng như nào, giống như là bị delay lại, nó cứ tành hoài thì nó không hay. Thì chúng ta sẽ phải đảo dây bát ha. Và nguyên tắc đảo dây bát thì rất là dễ thôi, chúng ta cứ việc đảo bất cứ cái dây bát nào cũng được. Tuy nhiên là khi chúng ta chọn một cái dây bát để đảo rồi thì nguyên cái hợp âm đó chúng ta phải đảo qua lại giữa hai nốt đó, hai dây đó thôi, đừng đảo lung tung. Ví dụ như chúng ta đánh bát chính là dây 5, chúng ta chọn đảo bát dây 6 thì mình chỉ cứ 5 6 5 6 5 6, đừng có lúc mà 5 6, lúc thì 4, lúc thì 6, lúc thì 5, lúc 4 là nó sai. Qua hợp âm mới đi thì lúc đó chúng ta muốn đảo qua dây mới nào thì đảo, nhưng mà khi qua cái hợp âm mới rồi, chọn dây bát mới rồi thì vẫn phải giữ hai cái đảo bát mới mà chúng ta chọn ha. Ví dụ hợp âm đô và hợp âm son đi thì mình sẽ chọn là đô thì mình sẽ đánh là bát số 5 và số 6, son mình đánh số 6 và số 5. Bát chính của son là 6, bát chính của đô là bát số 5. Rồi, nhịp 4-4 chúng ta có 4 phách thì chúng ta đánh như vậy 4 lần. 1, 2, 3, 4. 1 và 2 và 3 và 4 và cái chát nó vô cái và của mình á. Thì bây giờ các bạn có thể thấy là phách 1, phách 3 mình đánh phách chính, phách 2, phách 4 mình đánh phách phụ. Nè lại nè. 1 và 2 và 3 và 4 và 9 phụ, 9 phụ. Nhịp 2-4 thì chúng ta sẽ bỏ bớt, chúng ta đánh có 2 phách thôi. Và chúng ta cũng phải đảo cái dây bát ha. Ví dụ như son nè. 1, 2, 1, 2, 9, phụ, 9, phụ. Đó. Thật ra 2-4 hay 4-4 nó cũng như nhau cả. Nó chỉ khác cái là khi chúng ta vô chúng ta chuyển hợp âm á, thì lúc đó mới khác biệt. Ví dụ 4-4, 4 nhịp chuyển lần. Đô và son nha. 1, 2, 3, 4 chuyển qua son. 2, 3, 4 chuyển qua đô. 1 và 2 và 3 và 4 và... Còn ví dụ khi chúng ta chơi là 2-4 đi thì chỉ cần 2 phách chúng ta đổi thôi. 1 2 đổi, 1 2 đổi, 1 2 đổi, 1 2. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần ví dụ ha. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta chung vui một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Như vậy là bài hướng dẫn nhanh về điệu phóc của mình kết thúc ha. Điệu phóc rất là dễ, vì đây chỉ là cái clip hướng dẫn ngắn thôi. Mình hướng dẫn dành cho các bạn mà chưa biết chơi á, thì chúng ta có được cái phần giới thiệu trước để chúng ta biết. Còn nếu như bạn nào biết chơi rồi thì có cái clip ngắn như vậy để chúng ta ôn tập lại. Bạn nào muốn xem kỹ hơn, xem hướng dẫn cụ thể và có luôn phần hướng dẫn thực hành á, thì các bạn hãy search một cái clip tên là Tự học guitar thăng 19 hướng dẫn điệu phóc và cover ông bà anh với lại một nhà. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ học qua điệu bolero.